Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Hôm nay lô chữ K anh em. Anh em chốt máy là nhớ hôm nay giùm em chữ K ha. Gọi trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Đó, anh em chốt hàng thì không có cần phải đặt cọc tiền ha. Bởi vì cái nào xem kỹ cái đó rồi mình hả chốt. Anh em chốt con máy ở đây sao thì em sẽ giao chính xác như vậy ha. Bởi vì anh em xem kỹ giùm em. Trên con máy cái phần nào không hiểu cái trọng lượng cân nặng hay là sao đó, cái nào không hiểu thì hỏi trước mình ha, cho địa chỉ nghe nè. Đó rồi, địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng ha, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Anh em nào ở gần thì có thể lại mình xem máy trực tiếp ha, xem máy trực tiếp luôn anh em. Đó, mình coi được con nào thì mình lượm về luôn. Đó, rồi một con máy cắt cỏ là sẽ bao ship tới nhà cho anh em ha, tặng kèm theo cho mình là 6 món phụ tùng đi kèm: dây đeo, lưỡi, tháo mu ghi, phát cước, lục giác 4 và cản cỏ. Đó, còn cưa thì em tặng 3 món anh em: một cây dũa, một cái bao lam đó, và một cây tiếp tháo mu ghi ha. Rồi máy hôm nay là gồm có TU26 tum G nè, Echo 2650G siêu VIP, Magu 26 tum G, Com 26, Com 23, TG 24, Echo 2350, Makita 2003, TL 201, Tanaka, Shindiqua, TG 20 tum G, một con Magu giá khuyến mãi giá mềm. Đó, và cưa thì có Hitachi, Makita và Tanaka ha. Đó, thì em sẽ báo lại ha, giá trên đây là bao ship cho mình rồi anh em. Phụ tùng đi kèm đầy đủ ha, hàng đến nơi kiểm tra ok mình mới thanh toán tiền. Trên con máy thắc mắc cái nào không hiểu thì nhớ hỏi trước giùm em. Rồi, con Tanaka này là 330 nha anh em, nòng 37 ly ha, 33cc, một con máy tay cục cho mình xài gia đình, cưa cửa quanh nhà rồi này kia rất là ok. Con này tới 33cc là anh em chạy rất là khỏe ha. Máy móc thì nguyên zin, nguyên bản cho anh em. Đây, chỗ này là cho anh em mình châm nhớt ga lam ha, châm nhớt ga lam. Còn ở trước này là châm xăng pha nhớt đặng mình khởi động cho máy nó nổ ha. Con này đề cao anh em, đề cao có bơm xăng phụ nè. Đó, lè này ha, kéo ra là đóng lè. Đó, mình giật nghe tiếng nổ rồi xong rồi mình đẩy vô lại ha. Đó là máy nó mình nó chạy luôn. Ốc nào là ốc gam ti nè. Ở trên đây là chữ H là gió anh em, còn chữ L là xăng. Nói chung ở đây em cũng chỉnh ok, nghiêm chỉnh hết rồi. Đó, con này 2 triệu anh em, 2 triệu bao ship cho mình ha. Đó, máy móc thì nguyên zin hết, nguyên zin nguyên bản. Chỗ này thì nó có ốc chỉnh nhớt ga ít ga nhiều nè, là ga nhớt lam anh em. Con này thợ đang gắn xích ngược nè, mai em sửa lại ha. Tanaka Power Mat, con này đẹp nha anh em, nguyên zin hết, 2 triệu bao ship tới nhà cho mình. Đó, rồi để em đo cái lam này được nhiêu, lam này dài à. Đó, lam này là chạy được 35 nha anh em, chạy được 35 ha, máy móc liền lạc đẹp hết. Đó, mặt tiền này còn sáng trưng ha. Đó, có bơm xăng phụ luôn, máy đề cao anh em, chạy rất là ổn định ha. Rồi, con K1 2 triệu nha anh em. Kéo lè ra đóng lè. Cái lè đây nè. Đẩy le vô. Nhớt nhau ra ok hết nha em, 2 triệu con K1 ha, công tắc nè. Đó, kéo ra trước là tắt nha, còn đẩy ra sau cây lam là mình mở ha nè. Rồi, K1 2 triệu, em qua con K2. Con K2 con này quá mới luôn anh em, con này là con Makita ha, con này Makita 280, nòng nó 37 ly nha em, nó cỡ 32cc ha. Đó, con này là còn đẹp nguyên zin hết nè, con này khá đẹp luôn. Đó, con này là chụp giật này bằng nhựa, ốp lam bằng nhôm nè anh em ha. Con này thì đây, cái le đây ha, le này anh em là kéo ra đóng le là xăng nó tự lên luôn nha anh em, khỏi bơm xăng. Đó, thì cái khỏi bơm xăng này thì nó sẽ chậm nổ hơn tí xíu nha anh em, nó chậm hơn, mình phải giật nhiều hơn con kia là tầm cỡ một cái hai cái nữa. Đó, nhưng mà nó sẽ bù lại là cho anh em mình là bóp là không bao giờ bị hư vú ha. Đó, có vú bơm thì mình bơm có thể là bị bể vú rồi này kia,
Còn không có vú thì mình chịu khó giật thêm 1-2 cái nữa, nhưng mà nó không có hư vú, sau này khỏi thai. Đó. Rồi con này 2 triệu con em tay cục ha. Con này là vỏ nó lóc nhôm nè. Lóc nhôm, con này chạy đầm lắm anh em. Chạy đầm lắm. Đó. Máy móc thì nguyên zin ha, Makita móc anh ra băng nè. Chỗ này ra nhớt lam anh em, nhớt lam là bắt buộc là nó phải hơi dơ bên cái bộ phận này tí xíu ha. Đó, về ví dụ như anh em có để một chỗ á thì anh em nhái cái lớp nhớt ra cho nó xì hơi cho bớt ha, là nhớt nó không có chào ra nữa. Đó, chưa bắt buộc máy cưa là chỗ này là nhớt lam là máy nào cũng phải bị dơ hết rồi ha anh em. Đó. Rồi, lam con này chắc cỡ 30 quá. Đó, chính xác luôn, lam 30 nha anh em. Có cái hầm rồng siêu gỗ đó luôn nè. Đó, máy móc thì đẹp nha, cực kỳ đẹp, Makita. Đó, công tắc nè, xuống là tắt, còn đẩy ra sau cái lam là mở ha. Rồi, 2 triệu cho con K2. Quá dồn. Rồi, tiếp theo là qua con K3 nha nè. Con K3 này, con Hitachi, con này đời mới, đời cực kỳ cao luôn nè. Đó, cái đời này là bao nhiêu tối tăng, bao nhiêu công nghệ nó dồn vô con này cho anh em. Con này tay dài nha, tay dài thì là cái tay nó lú dài ra nè, còn tay cục thì nó tay nằm trên đây. Đó, phân biệt cho anh em dễ hiểu ha. Đó, thì con này tối tâm là sao? Con này là 37 ly nha anh em, 33cc ha, cái này 2 triệu mốt thôi. Cái này cái thứ nhất là nó có là le đỏ tự động ha. Đó, thứ nhất là nó có le đỏ tự động, anh em bật như gì là đóng le. Đó, bóp ra là le nó tự động nó nhảy về ha, le đỏ tự động. Thêm cái nữa là chụp giật của nó có trợ lực. Có trợ lực anh em, có bơm xăng phụ ha. Đó, với lại thêm cái nữa là nó có khóa xích luôn. Đó, con này nó có khóa xích luôn anh em nè. Đó, bật xuống gì là vậy là cái xích nó chết một chỗ liền nha, nó không có chạy. Đó, kéo lên ha. Đó là cái cộng dây xích mình nó chạy. Đó, có chỉnh nhớt ra nhớt ít nhớt nhiều dưới đây cho anh em luôn ha. Đó, máy thì nguyên zin nha anh em. Đó, Hitachi ha, cái nắp màu đen này là châm nhớt lam nè, còn cái nắp màu cam ở trên là mình châm xăng pha nhớt mình xài nha anh em. Đó, Hitachi ha. Đó, 33. Đó, tay dài. Đó, con này là nó có thun rồi giảm rung rồi rất là êm luôn. Đó, con này là 2 triệu mốt nha anh em, có hàm rồng luôn nè, bằng sắt nè ha, rất là ok. Đó, lam con này tầm có 35. Đó, làm con này chạy được 35 nha anh em, tính vô tới chồng luôn, tới chân của nó luôn là 40 ha, còn mình tính tới độ mình chạy thôi là 35. 35 là anh em cưa được cái cây là 70, cái cây tổ chản rồi đó nha. Rồi, K3 này ha. 2 triệu mốt. Rồi, công tắc đây anh em, xuống là tắt ha, lên là chạy. Đó, thì anh em nhớ chốt hàng thì liên hệ trực tiếp giùm em ha, là 0972 949 527. Rồi, qua con cắt cỏ K1, K4 anh em, K4 ha. Con này là Maruyama nha, nồng con này 30 ly anh em, 20cc ha. Tem nó mắc, em dán cái tem này cho nó đỡ. Đó, thì dòng Maru thì bền, dễ nổ, lợi xăng, hư sau này phụ tùng nhiều ha, ổn định cao. Rất là thích hợp cho những anh em mà mới bắt đầu sử dụng máy đó. Đó thì con này em bán 1.150.000 thôi anh em, áo nó hơi bể vô này tí xíu nè ha, áo nó bể vô này tí xíu em bớt tiền cho anh em, chứ con này từ 1.3 không nha. Đó, máy đề cao Maruyama mà. Đó, lóc có dập da băng luôn nè, thấy không, máy móc thì nguyên zin nguyên bản hết nha anh em, chỉ là nó bể nhẹ vô này tí xíu ha. Đó, rồi con này là tum liền, ốp eo thì chưa có nè, nữa em gắp đầy đủ hết, hai tay lái ra chết ha, càng trắng cỏ đầu bò zin nguyên bản hết, 1.150.000 thôi. Cái áo bên đây nó bị bể nha anh em. Ok luôn. Rồi K4 ha, Maru 20, 1.150.000. Tiếp theo là qua con K5. K5 này thì cái dòng Kawasaki nè, Kawasaki TG20 ha. Nồng của nó là 30 ly, 20cc. Con này 1.2 nha anh em. Nhỏ gọn cho mình xài gia đình, nhưng mà con này nó chạy lanh lắm nha. Đó thì con này thì nguyên zin nguyên bản hết, nó được cái là tum gời, tum nhôm. Tum 260 đó anh em, có thể tháo ra gáp xịt thuốc ha, có thể tháo rời ra làm gì cũng được. Con này thì em đã lên chế hai kim mới rồi nha. Đó, còn nhiều lại là zin hết. Đó, công tắc nè, xuống là tắt, lên là chạy ha. Đó, TG20 Kawasaki. Tay lái thì em chưa gắn, anh em muốn gắn tay nào thì em gắn tay đó ha. 1-2 tay lái lớn cũng được,
và một tay cũng được. Anh em lưu ý một tay là tay tròn tròn nhỏ nhỏ nha, hai tay lái là như vậy ha. Đó, căng. Đó, chắn cỏ đầu bò là zin hết K5 1.2 nha anh em. Quá êm. Rồi tiếp theo là con K6 ha. K6 là dòng máy thuộc dạng mà trâu bò, dạng mà nồi đồng cối đá nè. Nó dạng trâu bò nồi đồng cối đá ha anh em. Shidewa. Ở Shidewa 23 ha, nồng 32 ly, 23cc, nhưng mà những cái dòng này thì là em bao cho anh em đập cước nè. Chặt cổ cứng nè ha. Rất là mạnh nha, rất là mạnh. Đó, thì con này thì chế thì bắt buộc phải lên chế hai kim mới anh em, chế zin nó chạy không được đâu. Đó, mấy cái dòng này anh em pha nhớt chuẩn là xài là không bao giờ mà hư luôn á, phải gọi là chạy siêu bền siêu mạnh. Đó, ngon bổ rẻ khỏe bền là đây nghe nè, 1.350.000 thôi, bao sạc. Đó, tum liền tum nhôm luôn, biết đời nào mà hư được cái tum này ha. Đó, hai tay lái nè, ga chết bằng sắt luôn. Đó, càng đầu bò zin nguyên bản hết, 1.350.000 nghe nè. Rồi, con K6 ha, 1.350.000. Em qua con K7, K8 luôn. Đó, thì cái dòng máy K7, K8 này là cái dòng máy Tanaka nghe nè. Thường gọi là Tanaka 2 chân trống đó. Đó, Tanaka 2 chân trống ha. Thì con này là nồng 31 ly nè, 21cc. Còn con này là nồng 32 ly, 23cc. Anh em nhớ là phân biệt nha, một con nhỏ và một con to ha. Để nhiều khi anh em không biết, hỏi sao mà nó chênh lệch giá là nó như vậy. Một con to và một con nhỏ. Thì cái dòng này chạy nó rất là bốc nha anh em. Rất là bốc, rất là mạnh luôn. Nhưng mà thiết kế của nó là rất là gọn nhẹ nha. Rất là gọn nhẹ. Đó, nó rơi vô tầm cỡ 4kg thì nó rất là gọn nhẹ. Nhưng mà chạy cực kỳ bốc nha. Mấy cái dòng này đời cực kỳ cao luôn. Đó là siêu dễ nổ anh em. Mấy dòng này rất là dễ nổ. Đó. Rồi thì con này nè, chụp dựng chênh lệch chế quanh gồm một kim ha. Con bên đây cũng vậy luôn. Đó, máy thì đẹp, nguyên zin hết. Mấy cái dòng này là những bác lớn tuổi hoặc là những chị em phụ nữ đồ xài rất là thích hợp luôn nè. Nó dễ nổ, đó, ổn định cao, đồ đạt là thông dụng hết. Với lại mà nó chạy rất là bốc nha. Con này thì anh em tập cước đồ là được hết. Nó tập cước cỏ non non nhỏ nhỏ là chạy ok hết. Tum liền hết nha nè, máy đẹp hết nha. Đó, bình xăng lớn là zin theo máy luôn. Đó, công tắc nè. Hai tay lái ha, ở ga chết càng chắn cỏ đầu bò là zin nguyên si nguyên bản hết nha anh em. Quá bốc luôn anh em ơi, chưa được mới càng luôn. Cũng mới càng luôn ha. Đó, K8 ha, 1.500.000 nha anh em. Đó, tiếp theo qua K9 ha, K9 và K10 luôn anh em. Đó, K9 và K10 luôn ha. Thì cái cặp này là cặp Mitsubishi nha anh em. Đó, Mitsubishi đây là 201 ha. Nó để là Gilby, nó để gì ta, kệ bà nó đi. Đó, đó là Mitsubishi TL201, nồng của nó là 30 ly, 20cc. Một con máy đời cực kỳ là cao cho anh em mình xài gia đình. Rất là ngon. Đó, ngon, mạnh, bền và cực kỳ lợi xăng luôn. Mấy cái dòng này rất là lợi xăng nha nè. Đó, cực kỳ là lợi xăng, hao xăng như mèo hử thôi. Đó, mà được cái chạy rất là bốc, rất là khỏe nha. Đó thì đây, con này là chụp giật trợ lực nghe anh em, trợ lực ha và chế quanh gồ tay đỏ 1.400.000 tum liền. Còn con này thì giật thường. Đó, chế cũng tay đỏ, nhưng mà con này 1.500.000, lý do là nó tum gời nghe nè. Con này tum gời ha, đó là anh em có thể tháo ra mình gắn được xịt thuốc. Thì cái dòng Mitsubishi tên tuổi của nó thì đẳng cấp hồi đó giờ rồi, TL nó vừa chạy mạnh, bốc, bền, lợi xăng, ổn định nó rất là cao anh em, cái độ ổn định nó rất là cao. Đó thì anh em nào đã từng xài qua TL biết rồi, 20, 23, 231, 201, 261, 26 này kia đó, rất là bền.
lóc dập da bằng nè, máy đẹp này nè, lóc dập da bằng luôn, nguyên zin hết nha nè, ở nguyên zin hết, ở con cá chính này thì tôm liền ha, đây đây là 201, ở tôm liền, còn con này thì tôm gời đẹp, đây là 201, ở công tắc nè, xuống là tắt, lên là chạy ha, còn con này tôm công tắc nhắn, rồi. Còn ca chính là tay lái chưa có anh em, thích tay nào gắn tay đó thôi, còn muốn để zin gì thì để luôn ha. Đó, còn con ca 10 là hai tay nè. Đó, căng, đầu bò rồi là zin nguyên bản hết nha anh em. Chụp việc trợ lực lâu dây là nổ thôi nha anh em. Lên giờ lên. Rồi, ca 9 1 triệu 4 ha, ca 10 1 triệu rưỡi. Tiếp theo là con ca 11. Thì con ca 11 này là cái dòng máy Makita đời cao đời mới bây giờ nha anh em. Makita đời cao đời mới ha. Đời 4 số là 2003 ha. Mấy cái đời này chạy rất là lợi xăng anh em. Đó, và gam ti nó nổ cực kỳ giòn luôn, nổ như xì bo, tạch 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 tạch, nổ nghe sướng tai lắm. Đó thì con này là nòng 32 ly, 23cc. Chụp giật của nó là có trợ lực nhỏ ha, có trợ lực nhỏ, chế của nó là quanh rồi. Một kim chế zin theo máy ha, chế zin theo máy đó, lè nè, kéo lên là đóng ha, còn kéo xuống là mở đó, nó có vú bơm xăng ở đây luôn nha anh em, rất là tiện luôn ha. Rồi con này thì tâm liền nha anh em, đó Makita đóng khi nổi ha, đó đóng khi nổi luôn nè, nó không có bị bay chữ đó, áo thì nó bởi nhẹ đây tí xíu nha đó, máy cực kỳ đẹp, giá 1,5 triệu thôi anh em, chân bảo vệ bình xăng luôn nè, bình xăng cổ ngỗng dễ chăm xăng luôn, ở hai tay lái ha, gà nè, gà tự trả luôn nha nè, đó không, gà tự trả luôn nè, đó, đó im, công tắc trên tài ha, đó, cần trắng cỏ, đầu bò rồi là zin nguyên bản hết nha. K11 1,5 triệu ha anh em. Đó, em qua con K12 nè. Ở K12 ha, là con này là con Kiwis Echo. Con này là 2350. Đó, 2350G ha anh em. Mấy dòng này rất là xịn sò nha. Đó, 2350G hoặc là 2260G rồi này kia đó. Cái dòng Echo mà cái dòng G này là thuộc cái dòng là máy hệ máy VIP nha nè, máy hệ máy VIP ha. Nòng 32 ly 23cc, giá 1,5 triệu thôi. Cẩn mấy cái dòng này là hệ của những anh em miền Tây ha. Chạy rất là bền mạnh, anh em chạy siêu bền mạnh và cực kỳ ổn định luôn nha. Không có hỏng giặt. Đó, máy thì quá đẹp, quá VIP. Đó, đẹp keng luôn nha. Ở bình xăng lớn là zin nguyên bản nè. Đó, thấy không? Chụp giật của nó là có trợ lực nhỏ ha, có trợ lực nhỏ. Chế là chế ga ngang. Đó, chế ga ngang luôn anh em. Đó, kéo lên là đóng lè ha. Kéo xuống là mở. Đó, con này tôm liền nha. Đó, ra ngang nhưng mà hai kim luôn nè, có kim chỉnh gió cho anh em luôn thấy không? Đó, kim chỉnh gió. Đó. Máy đẹp nha nè, quá đẹp, quá xuất sắc luôn á. Nè, bộ trắng tinh nè. Ở giá 1,5 triệu thôi. Đó, hai tay lái ha. Ra chết, công tắc nè, xuống là tắt, lên là chạy nha. Cần đầu bò rồi là zin hết. Đó, K12 nha nè, giá 1,5 triệu nha. Rồi tiếp theo là em qua con K13 ha nè. K13 là cái này là Kawasaki nha, TG 24. Ở nòng 32 ly, 24cc. Dòng TG phiên bản này là phiên bản đặc biệt nha. Nó để là KZ240 nè. Đó, cái dòng này là phiên bản đặc biệt nha. Phiên bản đặc biệt là sao? Phiên bản đặc biệt là con này, riêng con này thôi, là cái tem KZ này thôi ha, là nó xài chế quanh rồi. Đó là nó xài chế quanh, ga ngang quanh rồi. Chứ tất cả cái dòng Kawasaki kia là TG24 là nó xài chế quả ga hết, nhưng mà đặc biệt con này là phiên bản đặc biệt nha.
đó, nó sẽ chế quanh gò cực kỳ là lợi xăng cho anh em luôn. Đó thì máy móc thì nguyên zin nguyên bản hết nha anh em. Đó bình xăng lớn là zin mới chát nè. Đó, máy thì nguyên zin hết. Chế quanh rồi. Con này tâm liền nha anh em. Đó con này nó xài tâm liền ha. Đó. Lóc có dập da băng luôn anh em thấy không? Đó. Rồi, ga ha. Công tắc đây nè. Đó tay lái thì chưa gắn ha, anh em thích gắn thế nào thì em sẽ gắp vô cho mình tại đó. Ở càng chắn cỏ đầu bò đều là zin hết. Chiều gửi cái anh em chạy rất là tốt nha. Chạy rất là bốc, rất là lực nha. Đó mấy con này anh em đi đầu đi núi chặt con cứng rồi này kia là ngon lành hết, giá là rẻ nè, có chiều gửi thôi. Rồi tiếp theo qua K14 ha, thì anh em lưu ý là chốt hàng liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ đăng ký kênh nha anh em. Đó thì con K14 này là con Genoat thuộc dòng Komatsu ha. Đó Genoat Komatsu, nồng của nó là 32 ly 23cc nha anh em. Komatsu VIP nha anh em. Con này phải gọi là quá đẹp, quá mới luôn, xuất sắc. Cái dòng Komatsu mà về được như con thứ này là phải gọi là nó rất là hiếm luôn anh em. Nó cực kỳ là hiếm, dòng Komatsu mà được mới gì. Thì con này bán cái giá cũng mềm cho anh em thôi, giá 1.6 triệu thôi. Komatsu 2003 ha, nồng 32 ly 23cc. Anh em tới cái cổ dê của nó mình nó còn vàng khè luôn, cực kỳ đẹp. Đó. Thì cái dòng Komatsu này anh em thì theo dõi kênh của em thì anh em biết rồi ha. Cái dòng Komatsu là cái dòng máy thuộc dạng là máy hệ. Đó, máy hệ, máy mắc tiền anh em, chứ không phải là những con máy mà dạng giá rẻ đâu ha. Thì máy hệ là sao? Cái dòng Komatsu này chạy rất là bốc, rất là mạnh, 23cc thôi, nhưng mà anh em chặt cỏ cứng, đập cước, đồ này kia, đồ là ngon lành hết. Đó ha. Cái thứ hai nữa là nó có hàng Trung Quốc nhái. Đó, nó rất là nhiều cái nhà máy nó nhái theo Trung Quốc, Thụy Điển, đồ này kia, đó, nó có nhái hết. Đó, nhưng mà con hàng này là hàng Nhật ha. Hàng Nhật nguyên zin cho anh em hết. Đó, hàng Nhật nguyên zin nguyên bản cho anh em hết, chạy cực kỳ là ngon. Đó. Và sau này nếu như nó có hư hao gì đó thì anh em mua phụ tùng của thằng Trung Quốc, anh em lắp vô là ok hết cho anh em, là ok hết ha. Đó, chế của nó là chạy chế quanh rồi, chế một kim, chế zin. Con này đẹp nha anh em. Đó, về Komatsu mà được, con này là phải gọi là VIP. Đó, bình xăng lớn là còn zin theo máy luôn. Đó, tâm của nó là tâm liền anh em. Đó, thì ví dụ như anh em muốn tâm gời thì những cái mặt nạ này nè là những cái hàng Trung Quốc, anh em úp vô là thành tâm gời, rất là đơn giản luôn. Đó, thấy không? Rất là đẹp con này. Đó. Rồi, tay lái con này là hai tay nè, gà chết ha. Công tắc trên tay. Đó, cần zin nè, tem mạc được khỏi nguyên luôn. Tới cái đầu bò của nó mà còn mới càng luôn nè anh em. Đó, nguyên zin hết nha. Giá 1.6 triệu nè cho con K14 ha. Phải thi thầm nha anh em. Rồi tiếp theo qua con K15 ha. Con này thì cũng là Komatsu nha anh em. Con này là 261 ha. Đó thì cái con này là dáng của nó là cái kiểu nó dáng hu á. Đó, nó tựa tựa như dáng hu ha. Đó thì con này là 261 nha, 34 ly 26cc. Những cái đặc điểm của Komatsu thì em mới nói con này rồi ha. Đó thì con này cũng rất là đẹp, rất là mới nha. Con này trợ lực luôn. Con này thì 34 ly nha anh em, 26cc ha. Buồn buồn lôi ra phát mấy cây cục điện luôn cũng được nè. Đó con này thì giá 1.9 triệu thôi. Nó gáo nó hơi bể nhẹ đi xíu nha anh em. Áo bể nhẹ đi xíu ha. Đó chứ thông thường mấy con này là tới 2 triệu mấy không nghe nè. Đó, thông thường là mấy con này tới 2 triệu mấy không á. Thì báo nó bể nhẹ nè. Để em bán anh em 1.9 triệu nè. Chụp giờ con này có trợ lực luôn. 34 ly nghe nè, 26cc ha, 261 Komatsu. Nó để là Agrip gì đó. Đó nhưng mà nó là Komatsu ha. Đẹp, thấy không? Tâm liền luôn nghe nè, tâm liền luôn ha. Đó, hai tay lái nè, ga hại luôn nè. Công tắc trên tay ha. Xuống là tắt, lên là mở nghe nè. Đó, cần nè, trắng cỏ, đầu bò là zin nguyên bản hết, K15, 1.9 triệu. Rồi, K15 ha, 1.9 triệu nha nè. Đó, tiếp theo là em qua K16 ha, K16 là dòng Maruyama. Ở Maruyama thì giới thiệu quá trời nhiều rồi, bệt dễ nổ ha, lợi xăng, hư sau này phụ tùng nó rất là nhiều, hàng phải gọi là hàng đại cha,
ổn định nó rất là cao ha, thợ thầy đều rất là dễ chỉnh sửa. Cây này 2,1 triệu cái nè, cây này là nòng của nó là 34 ly ha, 26cc, chụp giật trợ lực, chế quanh rồ 2 kim, tum của nó là tum gai, tum nhôm luôn. Con này đẹp nghe nè, đó nguyên zin hết, bình xăng lớn là zin nè, chế là 2 kim quanh rồ ha, chụp giật trợ lực nè, lốc có dập da bằng cho anh em luôn. Đó, đẹp không? Có dập da bằng luôn ha. Đó, nòng 34 ly là thuộc dạng máy to rồi nha anh em. Đó, dòng Maru nó chạy rất là ổn định. Đó, con này là tum nhôm ha. Đó, quá đẹp, tum nhôm mà chưa chóc sơn luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò anh em. Cái nắp gió nó chưa có, em gáp đầy đủ hết ha. Đó, thợ nhiều khi gửi gáp vô mà quên gắn á, nó dục đâu ngoài nên em gáp vô đầy đủ hết. Đó, tay lái là hai tay nha anh em. Hai tay hai ga chết nè, công tắc trên tay luôn. Đó, cần đầu bò là zin nguyên bản hết, giá 2,1 triệu cho con K16 nha. Rồi, K16 anh em, 2,1 triệu. Đó, anh em nào mà muốn con máy ổn định, dễ xài, dễ nổ rồi này kia đó, mới bắt đầu sử dụng máy mà muốn con máy to rồi này kia, lấy Maru mà chạy ha. Rồi, tiếp theo qua con K17 là con máy hại nha nè, máy hại Mavip ha. Đó, Qgit Echo 26G. Đó, con này cũng phải gọi là thuộc phiên bản đặc biệt nha nè, màu đỏ quá đẹp. Đó, con này thì dòng Echo này thì em giới thiệu quá nhiều rồi ha. Cái thứ nhất, cái nòng nó kiến rất là dày, rất là bền. Nòng của nó là thuộc dạng nòng kiến, thế là nó chạy nó ít bị hao mòn. Đó, bởi vì nó chạy rất là bền con máy. Thứ hai, cái cục lửa của nó là không bao giờ chết. Cục lửa là cục IC đó nè, là không bao giờ bị chết lửa. Đó, bởi vì anh em chạy biết cái ổn định nó thế nào ha, chỉ cần pha nhớt chuẩn thôi. Là con máy hai thầy mình nó quan trọng hai cái món đó. Đó, mà hai cái món nó quá VIP rồi ha. Và thêm con này, cái phiên bản này nữa thì nó sở hữu cho nó là chụp giật trợ lực lớn. Đó, chụp giật trợ lực lớn luôn nha anh em lưu ý ha. Đó, và chế của nó là chế ga ngang, chế 2 kim, cực kỳ là lợi xăng cho anh em luôn. Bình xăng lớn zin mới chát ha, cổ cao cổ ngỗng luôn, dễ châm xăng. Đó, đây tum nhôm nhưng mà bị chưa chóc nước sơn luôn, là anh em biết nó mới cỡ nào rồi. Đó, con này mới keng nha nè, mấy cái dòng này em đánh giá nó rất là cao, chạy nó rất là chuẩn luôn. Đó, 2,2 triệu. Nói chung mấy cái dòng này là bán, phải gọi là bán một con máy này không biết chừng nào mới được bán được con thứ hai. Đó, đây kim chỉnh gió đây nghe nè. Đó, thấy không? Đó, ốc cam ti trên đây ha, trên đây là chỉnh xăng. Nói chung em chỉnh ok hết rồi, đừng có nên chỉnh nữa. Hai tay lái ha, ga chết, công tắc trên tay luôn nè, xuống là tắt, lên là chạy. Cái này nó bị cong, bị móp méo, mai em thay lại cái tay khác là nó đẹp lại liền anh em ha. Thay lại khác ha, chứ không phải để gì đâu. Ở cần chắn cỏ đầu bò đều là zin hết. K17 2,2 triệu anh em. Quá đẹp. Dây giật mới keng luôn. Dây giật của nó nè, mới keng luôn nha nè. Rồi K17 nè ha, 2,2 triệu VIP nha nè. Rồi tiếp theo qua con K18 là con cuối cùng ha. Con này là Mitsubishi TU26 nè. Tại nó mắc cái tem, em dán cái tem tên là 26 vậy ha, chứ nó là TU26. Đó, dòng TU26 ha, nòng 33 ly, 26cc. Thì cái dòng Mitsubishi này thuộc dạng là VIP rồi ha, giới thiệu gì nhiều, TU, TB, TL. Đó là ba cái dòng máy mà chạy mạnh, bốc bền, lợi xăng. Bốc bền mà thêm lợi xăng. Đó, anh em lưu ý ha, mấy cái dòng này thì chạy siêu chuẩn rồi, không có gì mà bạn cãi nó hết. Đó, thì con này thì cái áo nó hơi bể nhẹ đây xíu dưới đây ha. Đó, con này là chụp giật trợ lực nhỏ nè, bình xăng lớn là nguyên zin nguyên bản. Lốc con này là dập Mitsubishi ha. Đó, thấy không? Lốc dập Mitsubishi. Chế là chế quanh rồ, con này là tum gai, tum nhôm. Rất là đẹp kìa nè. Đó, thấy không? Tum của nó nè, siêu đẹp luôn. Bộ càng này rất là giá trị nè. Đó, bốn lời bộ càng của con máy hại nên nó khác liền. Đó, có chân bảo vệ cho anh em luôn nè. Đó, nguyên zin nguyên bản hết á, bô còn sáng trưng. Đó, chế là chế quanh rồ luôn. Đó, giá 2,3 triệu cái này nghe nè, giá 2,3 triệu ha. Đó, anh em mua đầu máy thì trừ lại 350 ngàn. Đó, hai tay lái ha, gà chết, công tắc trên tay luôn, xuống là tắt ha, lên là chạy nè. Cần zin theo máy nè, chắn cỏ zin nè. Đó, tem nhật còn luôn, và cái đầu bò nó còn mới keng luôn. Đó, rồi 2,3 triệu cho con K18.
Mấy dòng TU này nó chạy rất là êm nghe nè. Rồi thì anh em chốt hàng thì liên hệ trực tiếp giùm em hay là 0972 949 527. Đó, anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một nút like ha. Rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại clip sau.